chào quý vị và các bạn, những khán giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hộ tịch là việc nhà nước đăng ký và quản lý các sự kiện nhân thân của cá nhân từ khi sinh ra cho đến khi chết. Các sự kiện nhân thân cơ bản của cá nhân được hộ tịch đăng ký bao gồm khai sinh, kết hôn, ly hôn, nhận nuôi con nuôi, giám hộ, nhận cha mẹ hoặc con cái, khai tử, thay đổi cải chính hộ tịch. Trong đó, khai sinh, kết hôn, khai tử là ba sự kiện phổ biến mà bất cứ cá nhân nào cũng phải được đăng ký. Mặc dù cho đến nay thì nhà nước ta chưa có một đạo luật riêng về hộ tịch, nhưng đã có một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khá đầy đủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. Tuy nhiên, trên thực tế thì vẫn còn khá nhiều trường hợp lợi dụng những kẽ hở quản lý để thực hiện những hành vi sai trái, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Câu chuyện pháp luật ngày hôm nay là một ví dụ nho nhỏ như vậy. Xin kính mời quý vị và các bạn sẽ tìm câu trả lời cho riêng mình trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ, em chào luật sư ạ. Vâng, chào chị ạ. Dạ. Vâng, chị có việc gì mời chị ngồi. Dạ vâng ạ, dạ dạ. Vâng, tôi có thể giúp được gì chị nhỉ? Dạ, thưa luật sư, em là Phượng ạ. Người mà gọi điện đặt lịch với luật sư từ tuần trước ấy ạ. À, tôi nhớ rồi. Dạ. Cái việc mà chị muốn xin trả lại tên chứ gì? Dạ vâng ạ. À, rồi. Thế chi tiết như thế nào thì chị có thể cho tôi biết được không? Dạ vâng ạ. Dạ, em xin trình bày luật sư là việc của em như thế này ạ. Chơi với nhà em thì chú và các cháu có nhà không? Các cháu nhà em ý, nó đi học hết cả rồi. Lâm của cái lão Huân nhà em á, bác hỏi là cái gì cho nó mệt, suốt ngày chơi bời lêu lổng, có bao giờ ở nhà đâu. Thôi chị xem ở công ty của chị ở trên tỉnh ý, có cái việc gì chân bảo vệ và biết gì cũng được, cho nhà em đi làm cho nó đỡ khổ. Không gặp cô thì thôi, mà hễ gặp cô là cô lại trình bày hoàn cảnh. Thế cô muốn cái gì đây? Vâng, em biết là em khổ rồi nên em tự chịu vậy. Thôi, cô bỏ điệp khúc đi, xưa lắm rồi. Cô là rất giỏi đấy, cô biết là cô có tội to lắm không? Em có tội ạ? Đúng. Tội gì ạ? Không biết tội gì à? Tôi hỏi cô nhá, ai cho phép cô lấy chứng minh thư nhân dân của tôi để cô đi đăng ký kết hôn hả? Ai nói mà chị biết? Không muốn người khác biết trừ khi mình không làm. Hôm qua tôi lên xã, tôi xin cái giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân, anh hộ tịch tiếp dân, anh lục hồ sơ, tôi mới té ngửa ra là cô làm việc làm hiểu đấy đấy. Thôi em xin bác, bác đã biết rồi thì em cũng không dám giấu giếm bác nữa. Hồi đó em còn nhãi nhít, làm sao mà biết cái chiêu trò đấy. Mà em nói nhỏ cho chị biết, chính bố xui em lấy chứng minh nhân dân của chị để lên ủy ban đăng ký kết hôn đấy. Bố còn nói là bố cơ chế hết rồi. Cái gì? Bố xui mày lấy chứng minh thư nhân dân của tao đi đăng ký kết hôn á? Vâng. Hèn gì ấy, lúc tao ở trên xã về tao làm ầm lên, không thì bố nói gì cả. Bố còn khuyên tao là chị em trong nhà có gì không nên cũng phải đóng cửa bảo nhau, làm to chuyện người ta cười. Nói ta là bố xui mày làm việc đấy. Mà chị nhắc em mới nhớ, chính vì cái giấy chứng minh nhân dân của chị mà bây giờ em mới chết dở đây. Sao mà chết? Trong giấy khai sinh của các cháu tên mẹ đầy tên chị, thế bây giờ làm thế nào mà đổi sang tên em được đây? Hay là hôm nào chị ra xã với em một chuyến, chị thương em. Tao không đi đâu cả. Mày tự làm tự chịu, đi mà đi, miễn trả lại tên cho tao. Thôi, chị họng rộng biết nhiều, chị thương em, thương các cháu. Chị, em năn nỉ chị đấy. Mày năn nỉ tao thì tao năn nỉ ai đây? Tốt nhất là mày tự làm tự chịu nhá. Tao không biết, tao về đây. Kìa, chị Phương. Đấy, luật sư thấy rồi đấy, chuyện của em đó là như vậy. Mà cũng tại bố mẹ em ấy, đẻ cho nó lắm vào cơ. Phấn đấu hoài, phấn đấu mãi, cuối cùng có gì đâu. 4 lần sinh hạ được tứ nữ, đến khi con chưa đủ lớn, chưa đủ khôn thì nặc bắt con đi lấy chồng. Ngay cả cái chuyện mà chạy cho con đi lấy chồng cũng làm được. Chuyện hiếm thấy có một ạ. Thôi thì chuyện của em nó như vậy, em cũng nhờ luật sư làm thế nào đấy để cho em lấy lại được cái tên của mình, để em đi xin cái giấy chứng nhận là chưa đăng ký kết hôn, để đi đăng ký kết hôn ạ. Về vấn đề của chị thì chúng ta phải xác định thế này. Hiện nay về mặt pháp lý, dạ, trên giấy tờ, dạ, thì chị đang là vợ anh Huân. Dạ. Nhưng thực chất không phải. Mà đó, việc đó là do là chị Loan được sự hỗ trợ của bố chị, dạ, đã lấy trộm chứng minh thư của chị ra ủy ban xã làm thủ tục đăng ký kết hôn. Vậy thì phải xác định rằng cái giấy đăng ký kết hôn giữa chị với anh Huân
là đăng ký kết hôn không đúng. Ở đây theo quy định tại khoản 3 điều 9 của luật hôn nhân gia đình năm 2000 thì cái điều kiện kết hôn là vi phạm. Bởi vì điều kiện kết hôn là phải hoàn toàn tự nguyện, không ai được lừa dối. Nhưng ở đây chị thực chất có tự nguyện kết hôn với anh Huân đâu. Đúng rồi ạ. Dạ. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là xác định rằng cái hôn nhân ấy là hôn nhân trái pháp luật. Theo quy định tại khoản 2 điều 8 luật hôn nhân gia đình năm 2000. Thì quy định rằng tình trạng đó là hôn nhân trái pháp luật. Và theo quy định tại khoản 1 điều 15 luật hôn nhân gia đình thì cái quyền được yêu cầu xin hủy việc kết hôn trái pháp luật là quyền của chị. Thế còn theo quy định tại khoản 1 điều 28 luật tố tụng dân sự thì cái thẩm quyền giải quyết là của tòa án nhân dân. Dạ. Vậy thì để trả lại đúng sự thật thì việc đầu tiên là chị phải làm thủ tục để xin tòa ra quyết định hủy cái hôn nhân trái pháp luật là hôn nhân giữa chị với anh Huân. Dạ. Và với cái quyết định của tòa án tuyên bố hôn nhân ấy là hôn nhân trái pháp luật, phải hủy bỏ, thì quyết định sẽ được gửi về ủy ban xã. Dạ. Và trên cơ sở đó thì ủy ban xã sẽ xóa tên chị và anh Huân trong sổ đăng ký kết hôn. Dạ. Và từ đó mới có cơ sở xác định rằng vào thời điểm này chị chưa có chồng. Dạ. Gọi là xác nhận tình trạng hôn nhân để chị tiến hành các cái thủ tục kết hôn với người chồng của chị. Bố em, mấy cái vị mà cán bộ xã lấy chứng minh thư nhân dân của em để cho em gái em đi đăng ký kết hôn, thì em muốn hỏi luật sư là việc làm đó có vi phạm không ạ? Việc làm này là việc làm không được phép. Thế thì căn cứ vào cái mức độ sai phạm, tính chất sự sai phạm để có thể xác định cái đường lối xử lý đối với sai phạm này như thế nào. Thì trước hết ta có thể nói lần lượt từng người. Dạ. Trước hết là chị Loan là người đã lấy chứng minh thư của chị. Vâng. Để đi đăng ký kết hôn giả. Thì với cái việc làm này thì chị Loan có thể là bị xử phạt hành chính với mức tiền từ 200.000 đến 500.000. Dạ. Theo khoản 2 điều 11 nghị định 60 ngày 23 tháng 7 năm 2009 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Thế đến đối tượng thứ hai là chính bố của chị. Đến bố của chị thì rủi ro có thể lớn hơn. Là cái việc đưa tiền cho cán bộ xã để yêu cầu cán bộ xã làm một việc sai quy định. Thì việc này nếu mà không đủ các dấu hiệu của tội đưa hối lộ thì chí bố chị cũng sẽ bị xử lý hành chính. Và cái mức phạt có thể từ 500.000 đến 2 triệu đồng. Cũng theo quy định của Nghị định 60 ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Và điều đó được quy định tại khoản 1 điều 44 và mức phạt từ 500 đến 2 triệu đồng. Dạ. Và đến đối tượng thứ ba là anh cán bộ xã. Anh cán bộ xã nhận tiền của bố chị để làm một cái việc không đúng quy định. Và cái rủi ro đến với anh ta là gì? Nếu đủ căn cứ để chứng minh, anh ta phải chịu trách nhiệm hình sự về một số tội liên quan đến tham nhũng. Nếu mà xác định được, hội tụ đủ các cái dấu hiệu của một trong những tội trên thì anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Còn nếu không đủ cơ sở để xác định anh ta phải chịu trách nhiệm hình sự thì ít nhất anh ta, cái việc làm của anh ta cũng đã vi phạm luật cán bộ công chức. Em muốn hỏi luật sư ấy, là việc của em gái em muốn lấy lại tên của mình vào giấy khai sinh với tư cách là mẹ của các cháu. Theo em thì việc này chính đáng. Nhưng em muốn hỏi luật sư là pháp luật có công nhận và có đồng ý cho em được lấy lại tên không ạ? Việc này là hoàn toàn có thể làm được. Và pháp luật cũng đã dự kiến được tình huống và cũng đã có quy định rồi. Dạ. Thế thì việc đầu tiên là chị phải làm cái thủ tục xin hủy kết hôn như đăng ký kết hôn là giữa chị với anh Huân. Vâng. Như phần trên tôi đã giải thích. Dạ.
Bước thứ hai là sau đó là chị Loan phải đi đăng ký với anh Huân để hợp pháp cái quan hệ hôn nhân giữa chị Loan với anh Huân. Vâng. Đúng không ạ? Và sau đó thì chị Loan mới làm cái thủ tục là gì? Xin đứng tên làm mẹ cho các cháu. Vâng. Mà thực chất các cháu là con của anh Huân và chị Loan. Vâng ạ. Thế thì với những cái thủ tục cần thiết như là chị Loan đến ủy ban xã xin giấy mẫu đơn, vâng, rồi điền, rồi cung cấp các cái tài liệu kèm theo quy định, ví dụ như là giấy khai sinh của các cháu, rồi các căn cứ để chứng minh rằng chị Loan là mẹ đẻ của các cháu. Vâng. Mà bây giờ cái khoa học hiện đại thì có rất nhiều phương pháp, vâng, rất nhiều điều kiện để chứng minh rằng người con này là của, vâng, mẹ nào bố nào, vâng, một cách chính xác. Vâng. Thế thì tất cả những cái điều kiện đó, những tài liệu đó là mình cần phải cung cấp cho ủy ban xã, để ủy ban xã sẽ theo quy định pháp luật sẽ tiến hành cái việc rà soát và ra quyết định công nhận chị Loan là mẹ của các cháu. Dạ, dạ vâng, thế thì em cảm ơn luật sư rất, vâng, nhiều. Không ạ. Có gì. Bây giờ em xin, vâng, phép em về ạ. Dạ, không có gì. Dạ, vâng, vâng ạ. Vâng, xin chào. Dạ, em chào, vâng, luật sư ạ. Vâng, xin chào. Quý vị và các bạn thân mến, quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của chính quyền các cấp nhằm theo dõi thực trạng và sự biến động về hộ tịch, trên cơ sở đó bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, hộ gia đình, góp phần xây dựng hoạch định chính sách về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và dân số, kế hoạch hóa gia đình. Mặc dù có vai trò khá quan trọng như vậy, song công tác quản lý hộ tịch vẫn còn thể hiện rất nhiều những bất cập, trong đó phải kể đến như việc phương pháp tác nghiệp còn thủ công, cán bộ thiếu chuyên nghiệp nhưng lại dễ lạm dụng. Cũng vì thế mà còn để sót lọt nhiều, nhất là những công tác đăng ký khai sinh, khai tử hay tình trạng không chỉ là nhầm lẫn như câu chuyện mà chúng ta vừa theo dõi. Qua câu chuyện ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị và các bạn đã có thêm những thông tin cần thiết về những quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề hộ tịch và quản lý hộ tịch, cũng như có cách hành xử đúng luật và tránh gặp phải những trường hợp tương tự như câu chuyện ngày hôm nay. Chương trình câu chuyện pháp luật ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Mọi đóng góp cũng như yêu cầu giải đáp thắc mắc xin quý vị gửi về cho chương trình câu chuyện pháp luật, Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội, hòm thư điện tử của chương trình câu chuyện pháp luật a@vtv.vn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.